Xin chào các bạn đã đến với Duolingo English Test Việt Nam, viết tắt là DETVN. Và tôi tên là Kim Quỳnh. Với những bạn nào lần đầu tiên đến với DETVN, đây là một kênh tôi lập ra để chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm mà đã giúp tôi luyện thi được cho rất nhiều bạn học viên đạt được điểm Duolingo English Test như mong muốn, để các bạn có thể nộp đơn đi du học và đạt được một số cái kỳ vọng như các bạn mong muốn. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ bài thi Duolingo English Test. Thế nào là bài thi Duolingo English Test? Tôi xin gọi tắt là DET ha. Bài thi này bao gồm bao nhiêu phần, thời gian bao nhiêu lâu, thi ở đâu, đạt tính điểm như thế nào so với các bài thi phổ biến hiện tại bây giờ như IELTS hay là TOEFL hay là PTE, thì bài thi này nó như thế nào ha? Bao nhiêu trường đại học trên thế giới đang chấp nhận bài thi này, vân vân và vân vân. Các thể loại câu hỏi mà các bạn có thể có tại đây ha. Rồi, tôi xin bắt đầu chia sẻ màn hình để có thể nói sâu hơn về bài thi Duolingo English Test, và đây là một cái phần giới thiệu hầu như là toàn tập tất cả những cái thông tin về bài thi này ha. Đây là phần giới thiệu Duolingo English Test, viết tắt là DET toàn tập mới nhất. Trong nội dung của ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua các nội dung là giới thiệu về bài thi DET, cách đăng ký thi DET như thế nào, cách chấm điểm bài thi DET, các loại câu hỏi sẽ xuất hiện và chắc chắn xuất hiện trong bài thi DET ha, và làm thế nào để luyện thi DET hiệu quả. Đầu tiên giới thiệu về DET. Bài thi này có tên là Duolingo English Test. Thì Duolingo English Test bắt nguồn từ một cái phần mềm học ngoại ngữ trên mạng, ở trên điện thoại, trên app đó các bạn. Cái app có tên là Duolingo ha. App này dạy rất là nhiều thứ ngôn ngữ, ngoại ngữ trên thế giới, và họ có đưa ra cái sự giới thiệu một cái trung tâm khảo thí của họ, một cái bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh mang tên là Duolingo English Test vào năm 2016. Tiếp theo đây sẽ là một cái bản tổng hợp rất là nhanh theo nguyên tắc là 5W1H, giới thiệu về bài thi DET ha. Đầu tiên là What. Bài thi này là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho người không dùng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính ha. Bài thi này ứng dụng công nghệ tùy biến trên máy tính hay còn gọi là công nghệ về trí tuệ nhân tạo. Có nghĩa là sao? Khi các bạn trả lời câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 2 thì cái độ khó và độ phức tạp của câu hỏi số 2 sẽ được dựa trên cái độ cái bài của bạn, cái câu trả lời của bạn ở câu hỏi số 1. Có nghĩa là nếu như các bạn trả lời ở câu hỏi số 1 ở một mức độ nào đó thì cái câu hỏi số 2 nó sẽ được tùy chỉnh, tùy biến theo cái năng lực của bạn ở cái câu số 1. Rồi ví dụ như câu số 2 bạn trả lời rồi thì câu số 3 nó sẽ có độ khó tùy theo cái cách mà bạn đã trả lời câu số 1 và câu số 2. Cho nên hoàn toàn là một bài thi DET sẽ không có cái câu hỏi giống nhau đâu các bạn ạ. Một lần các bạn thi như vậy toàn bộ các câu hỏi đều khác nhau, và cùng một thời điểm có rất là nhiều người, hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người đang cùng thi, thì tất cả những cái đề này đều khác nhau hết, không có giống nhau được, bởi vì đây là đề do AI, trí tuệ nhân tạo soạn ra nha. Thứ ba, đây là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh qua 4 tiêu chí là literacy, conversation, comprehension và production. Điều này có nghĩa rằng là khác với những bài thi đánh giá chúng ta qua những năng lực truyền thống như là reading, speaking, listening và writing, thì ở đây họ sẽ đánh giá bằng 4 tiêu chí này. 4 tiêu chí này, mỗi tiêu chí lại đánh giá 2 năng lực bên trong. Có nghĩa rằng là bài thi DET họ đánh giá qua tiêu chí, qua 4 tiêu chí, và trong mỗi tiêu chí này sẽ đánh giá 2 năng lực, hoặc là cùng là viết và nói, hoặc là cùng là viết và nghe chẳng hạn ha. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các tiêu chí này nó bao gồm những cái năng lực nào bên trong trong những cái phần giới thiệu sau nhé. Tiếp theo nữa là When, có nghĩa rằng bài thi này được ra mắt từ 2016, mang tên là Duolingo Test Center, và sau đó nó được đổi tên là Duolingo English Test như ngày hôm nay ha, và viết tắt là DET. Bài thi này thi mọi lúc mọi nơi, không giới hạn về thời gian nha các bạn. Có nghĩa là 1 giờ đêm các bạn thi cũng được, 7 giờ sáng, 5 giờ sáng, 4 giờ sáng hay là giữa trưa 12 giờ các bạn thi cũng được nha. Và kết quả sẽ có trong vòng 48 tiếng kể từ lúc thi, và kết quả thi này sẽ có giá trị trong 2 năm. Where, các bạn có thể thi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, và họ không có cái test center là có trung tâm khảo thí các bạn. Họ hoàn toàn không có trung tâm khảo thí, bởi vì đây là một bài thi hoàn toàn là trên mạng, online, trên ứng dụng của DET. Khi các bạn quyết định là thi DET thì các bạn sẽ download một cái app ở trên máy tính ha. Mình khuyên các bạn ha, cô khuyên các bạn là nên sử dụng là laptop hoặc là PC là personal computer ha, để mà làm bài thi này. Khi đó các bạn sẽ download cái ứng dụng DET lên trên cái laptop của mình, lên trên cái PC của mình để mình thi nhé. Who, ai là người phù hợp để thi bài thi này? Bài thi này thì dành cho tất cả những người nào đang sử dụng tiếng Anh nhưng tiếng Anh chưa phải và không phải là ngôn ngữ chính thức của họ, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, dành cho tất cả các bạn sinh viên, học sinh, các tổ chức muốn đánh giá năng lực tiếng Anh của cái người muốn được gia nhập vào trong tổ chức của mình ha. Và hiện tại bây giờ có hơn 4.500 trường trung học, cao đẳng, đại học đã chấp nhận điểm bài thi DT. Trong đó nổi bật là có những trường như là Yale, MIT hay là Harvard, đặc biệt là Harvard Medical School, hoặc là thậm chí Stanford cũng đã chấp nhận cái bài thi này rồi ha các bạn. Rồi, how? Một lần thi sẽ có giá là 59 đô. Và điểm thi sẽ là từ 10 cho đến 160 điểm. Và bài thi này sẽ kéo dài 60 phút. Và sau đây sẽ là cái phần mình chia sẻ nhiều hơn, sâu sắc hơn về những cái nội dung đang được khoanh trò ở đây ha. Thứ nhất là cách chấm điểm và cấu trúc bài thi như thế nào. Thứ hai là một cái lộ trình buổi thi sẽ được thực hiện như thế nào ha. Và giải thích điểm số. Cách chấm điểm bài thi Duolingo English Test sẽ như thế nào? Khi chúng ta bước vào một cái bài thi thì sẽ phải tuân theo luật chấm điểm hoặc là luật của bài thi, hay mình gọi là luật chơi. Bạn có thể biết rất là nhiều về bài thi, ví dụ như là IELTS hay là TOEFL hay là PTE chẳng hạn, hoặc là TOEIC. Thì mỗi bài thi như vậy người ta có một mục đích khác nhau và có một cái tiêu chí chấm điểm khác nhau, và mình gọi cái đó là luật chơi ha. Giống như mình bước chân vào sân chơi của họ thì mình phải biết luật chơi, và khi chúng ta nắm vững luật chơi của họ rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi là luật chơi của bài thi Duolingo English Test này như thế nào nhé. Các chấm điểm và cấu trúc bài thi như sau. Thì bảng điểm mẫu nó sẽ như thế này. Bảng điểm này nó sẽ bao gồm một điểm overall, hoặc là tương ứng với lại thi IELTS nó sẽ là overband đó các bạn. Đó là điểm tổng kết lại hết tất cả sau khi các bạn đã thi thì là được bao nhiêu điểm nha. Sau đó nó có những cái subscore. Thì những cái subscore ở đây bao gồm literacy, comprehension, conversation và production. Thì điểm ở đây các bạn sẽ để ý nha. Ở cái bảng điểm đầu tiên bên tay trái 125 điểm, và điểm chính giữa là 130 điểm, và bảng điểm cuối cùng là 120 điểm. Ở trên đây hầu hết các điểm về production, có nghĩa là cái điểm ở cái cuối cùng ha. Ví dụ như bài 125 điểm thì có điểm production là 105 điểm, bài 135 điểm này nè, ở chính giữa thì là có điểm production là 120 điểm, và bài cuối cùng bên tay phải có điểm tổng cộng 125 điểm overall, tuy nhiên là điểm production là 120 điểm thôi. Và các bạn sẽ để ý rằng là thường là điểm production này nó luôn luôn là subscore có điểm số hầu như là thấp ở trong các bài thi. Mình đã quan sát ha, và thấy rằng cái điểm này dù là các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam hay là ở Ấn Độ hay ở Trung Quốc, và nói chung là ở những cái bạn mà không có sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính á, thì cái điểm này hầu như nó sẽ là điểm thấp nhất trong 4 subscore này. Lý do bởi vì điểm production này mang ý nghĩa rằng là khi ngôn ngữ đi vào thông qua kênh nghe, thấy và nói và viết của bạn rồi á, thì bạn sẽ sản xuất ra cái ngôn ngữ này nó như thế nào theo cái góc nhìn của bạn, và nó có phải là một ngôn ngữ tự nhiên hay không, có phải là thứ tiếng Anh tự nhiên hay không, có phải là thứ ngôn từ tự nhiên hay không, thì là điểm production. Vì vậy khi mà phần lớn chúng ta khi làm bài thi này á, chắc chắn không phải là người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ rồi, hoặc là ngôn ngữ chính, thì nó sẽ không có được cái sự tự nhiên khi sử dụng tiếng Anh, ngoại trừ những bạn nào đã sử dụng tiếng Anh khá là nhiều rồi ha các bạn ha, và thành thục ở trong cái đời sống của mình rồi thì điểm production của họ sẽ khá cao. Vậy thì cái thử thách lớn nhất trong bài thi DT này chính là điểm production thôi ạ. Và đây là 7 loại hình thức câu hỏi mà chúng ta có thể gặp ở trong bài thi, các bạn hãy nhìn lướt qua ha. Ở trên hình này thì mình sẽ đi sâu về vấn đề là điểm subscore nó sẽ bao gồm những cái kỹ năng nào. Ví dụ như điểm literacy, nó chính là đánh giá cho các khả năng đọc và viết. Trên cái bài đọc và viết này của bài thi DT khá là thú vị. Bài đọc này á, nó sẽ bao gồm bài thi đục lỗ, có nghĩa là có một cái đoạn văn khá là ngắn. Trung bình thì mình thấy rằng là một cái đoạn văn đó nó chưa tới 100 từ đâu các bạn. Nếu mà nhìn trên màn hình thì nó đâu đó khoảng từ 3 dòng đến 4 dòng là nhiều ha. Thì bao gồm những cái điểm, những cái chữ nó được đục lỗ, nhưng những cái chữ này nó đã được đục lỗ rồi, đã để trống á, thì mình sẽ biết được luôn là cái từ mà bị để trống như vậy để mình điền vào á, thì nó bao gồm nhiều ký tự và nó sẽ bắt đầu bằng cái chữ cái nào đó. Rồi, tiếp theo nữa là điểm literacy này á, nó sẽ bao gồm cái bài thi là bài viết. Bài viết có nghĩa là những cái bài liên quan tới là mình phải nhìn hình ảnh, nhìn tranh để mô tả, hoặc là đọc một cái topic nào đó ra, mình sẽ phải viết theo topic đó ha. Rồi, còn thêm một cái loại câu hỏi nữa, đó là loại yes no text, có nghĩa là mình sẽ nhận được một cái danh sách đâu đó từ 8 cho đến 12 cái từ, mình gọi là từ vocabulary á. Thì nhìn trên đó mình sẽ xác định coi từ nào là từ tiếng Anh. Nó sẽ trộn rất là nhiều những cái từ và nó gọi là đánh lừa mình luôn. Là có những từ nhìn giống như là tiếng Anh nhưng thực chất nó không phải là tiếng Anh, hoặc nó có thể là từ đó nó được tạo ra, nó không thuộc bất cứ cái ngôn ngữ nào, không phải tiếng Pháp, không phải tiếng Tây Ban Nha, không phải bất cứ thứ tiếng nào hết, nhưng nó được tạo ra để na ná giống tiếng Anh để đánh lừa chúng ta ha. Thì đó là những loại bài thi, một số loại bài thi để đánh giá khả năng literacy. Tiếp theo nữa là điểm comprehension, đánh giá khả năng đọc và nghe. Điểm nữa là điểm production, đánh giá khả năng viết và nói. Và cuối cùng là điểm conversation, đánh giá khả năng nghe và nói. So với lại tất cả những cái bài thi mà mình đã biết và mình đã từng thi á, thì ban đầu mình nghĩ rằng DET khá là đơn giản để mà thi, thì thật ra nó cũng đúng như vậy à. Nó rất là đơn giản để thi. Cái lần đầu tiên mà mình bắt đầu thi á, bài thi DET này á, thì mình thấy giống như chơi game. Thì các bạn khi mà các bạn vào trong những cái bài thi test sau này, các bạn sẽ thấy nó giống như là một số cái game mình hay chơi ở trên những cái app học tiếng Anh. Nhưng mà cái sự phức tạp của nó chính là bởi vì DET sử dụng hệ thống đánh giá ngôn ngữ tùy biến AI, là trí tuệ nhân tạo đó các bạn. Cho nên đó, khi đánh giá điểm á, mình khó có thể tiên đoán được là điểm bao nhiêu, như thế nào, ra sao. Bởi vì nó là một cái ma trận của những cái điểm nó được kết nối với nhau. Nó được kết nối với nhau. Ví dụ như bạn thấy ha, literacy là 2 cái kỹ năng, comprehension là 2 kỹ năng, production cũng 2 kỹ năng, rồi conversation cũng 2 kỹ năng. Nó là một cái matrix rất là đặc biệt ha. Rồi. Tiếp theo, tiêu chí đánh giá và tiêu chí chấm điểm của bài thi DET theo như tài liệu DET Official Guide for Test Taker được xuất bản vào tháng 5 năm 2023 trên trang web chính thức của tổ chức DET. Đó chính là cái điểm ngữ pháp của mình phải sử dụng ngữ pháp đúng ha, và độ phức tạp của ngữ pháp có nghĩa là những cái cấu trúc câu, những cái cấu trúc cụm thì các bạn sẽ phải sử dụng nó có độ phức tạp cao. Ví dụ như là mình dùng là the more hay là although, rồi despite of, hay là những cái cấu trúc như là adjective clause chẳng hạn ha, nó có mang tính phức tạp cao. Cấp độ từ vựng có nghĩa rằng là độ phức tạp và cái từ vựng của mình có đa dạng hay không các bạn. Thì ít nhất là từ vựng của mình phải ở cấp B1 trở lên, và từ vựng của mình là lexical diversity, có nghĩa là có đa dạng hay không, mình vừa nói lúc nãy ha. Và mình thêm cái nữa là mình phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Độ thành thạo theo độ dài của câu trả lời, có nghĩa là mình trả lời càng dài á, nhưng mà phải nghe tự nhiên nha, không phải là cứ dài là được nha mấy bạn. Nghe rất là tự nhiên, kết hợp tất cả những yếu tố mình vừa mới kể ở trên thì cũng sẽ được điểm cao nha. Và cuối cùng là áp dụng cho những cái bài thi, những cái câu hỏi mà nó liên quan tới vấn đề mà speaking á, là nói đó, có nghĩa là phát âm của mình ra sao, ngữ điệu, tốc độ của mình như thế nào ha. Và mình tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất cho các bạn ha, các bạn chú ý nè, rất quan trọng các bạn phải nhớ 5 yếu tố này thôi, chứ không cần phải nhớ những cái yếu tố phía trên này. Ở phía trên đây là mình đã tóm tắt lại, mình cắt ra cái phần này ở trong cái hướng dẫn thi của tài liệu là DET Official Guide for Test Taker. Nhưng mà sau khi đọc cái này thì tóm tắt lại là như thế này, các bạn ghi nhớ ha. Thứ nhất đó là grammar accuracy, thứ hai complex sentence hoặc là complex clause ha. Thứ ba là vocabulary diversity, thứ tư rất là dễ ha, many words. Rồi many words. Cái thứ tư là many words. Cái thứ năm là stick to the topic or main subject. Có nghĩa là sao? Khi người ta hỏi cái gì thì mình trả lời đúng trọng tâm cái đó. Mình đừng có đi lan man vào những chỗ khác, không thôi mình bị lạc đề đó ha. Và cái điểm mà đúng trọng tâm nó cũng sẽ được đánh giá rất là cao á. Rồi, lưu ý về các chấm điểm là như thế này. Trong một số câu hỏi thì mình có những cái băn khoăn ha. Các bạn thường hỏi mình á. Có một số cái băn khoăn thì mình xin trả lời như thế này. Những cái câu trả lời mà sai á, hay là những cái phần mình bỏ trống thì mình không có biết làm như thế nào đó, thì đều được cho điểm bằng nhau và như nhau. Cho nên tốt nhất thì các bạn thôi cứ đánh đi, cứ viết hết số những câu trả lời mà mình biết đi ha. Nếu như mà mình viết sai chính tả, đặc biệt là loại câu listen and type, thì cái câu listen and type này là như thế nào? Là có nghĩa là người ta cho nghe một cái đoạn rất là ngắn, một cái câu thôi rất là ngắn. Thường mình thấy là cái kinh nghiệm mình làm bài thi và luyện thi cho các bạn đó chính là cái câu này thường đó nha, nó không bao giờ vượt quá 20 chữ đâu mấy bạn ơi. Thì những cái câu này nó đâu đó khoảng chừng, có những câu có 8 chữ, 10 chữ, 12 chữ thôi nha. Thì nó sẽ đọc lên, máy sẽ đọc và sau đó mình nghe và mình đánh lại y chang giống như là viết chính tả vậy đó. Thì cái loại câu listen and type này nếu như bạn lỡ mà có viết sai chính tả thì cũng sẽ bị trừ ít điểm hơn là bạn bỏ luôn mà không viết. Ví dụ trong một cái đoạn đó có một cái, trong mỗi câu đó có 10 chữ đi, thì bạn nghe xong bạn mới thấy bạn nghi ngờ là cái chữ thứ 9 á, bạn có thể là không có biết viết nó đúng chính tả được thì bạn sợ. Bạn nói giờ thôi mình bỏ luôn chữ đó. Thì thật ra nếu như bạn viết sai thì bạn vẫn được chấm, nhưng mà chấm không có nhiều điểm bằng cái việc là những cái chữ mà bạn viết đúng thôi ha. Cho nên bạn phải nhớ rằng là hãy cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi, đừng bao giờ để trống bất cứ điều gì hết nha. Dù rằng biết là nhiều khi mình cũng không biết nó đúng hay nó sai gì đâu, nhưng mà thôi, khi mình đã biết không đúng không sai, có nghĩa là 50-50 thì luôn luôn có 50% cơ hội để mình đúng không ạ? Còn hơn là mình bỏ trống đó luôn là 100% không bao giờ đúng hết. Một câu hỏi trả lời trống thì làm sao là đúng được ạ? Dạ. Rồi, so sánh điểm số của DET thì ví dụ như TOEFL có điểm là 0 đến 25 thì tương ứng với điểm IELTS là 1.5 đến 3.5, và điểm của CFR là A1 to A2 ha. Còn Duolingo Test là ở điểm là 10 đến 55. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến ở cái điểm là 90 cho đến 115 của Duolingo Test nè, nó tương ứng với lại cái level là B2 của CFR, hoặc là 5.5 đến 7 chấm của IELTS, hoặc là TOEFL là từ 62 đến 96 điểm nha. Và điểm từ 120 đến 160 của Duolingo English Test thì nó nằm ở C1 to C2 của CFR và nằm ở điểm là 7.5 cho tới 9 của IELTS và 97 đến 120 của TOEFL. Rồi các bạn tới đây kịp không ạ? Phần này thì nó cũng đơn giản là mình đi ra qua khá là nhanh để mình có thể có thành thời gian để hướng dẫn rất là nhiều những cái nội dung sau nữa cho các bạn ha. Rồi đây nhìn tổng kết nhất ha, một cái bảng tổng hợp về những cái loại câu hỏi được phân loại ở đây. Ở đây chỉ là một cái bảng nó gọi là tổng hợp nhất thôi nha. Chúng ta còn có một cái bảng rất là chi tiết của 18 loại câu hỏi mà trong cái clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ chưa chia sẻ về 18 loại đề, 18 loại câu hỏi trong clip này, bởi vì khá là dài. Clip này cũng dự định là sẽ khá là dài, bởi vì sẽ nói rất là nhiều về vấn đề là môi trường thi như thế nào, các bạn chuẩn bị ra sao, những cái lỗi thường gặp khi chuẩn bị môi trường thi nha. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Lộ trình một buổi thi. Khi chúng ta bước vào một buổi thi thì chúng ta sẽ được chuẩn bị 5 phút, tức là từ lúc các bạn đăng ký log in như trong tài khoản thì các bạn sẽ có 5 phút để chuẩn bị, và hệ thống cho các bạn 5 phút để chuẩn bị luôn hen. Tiếp theo nữa đó chính là chúng ta sẽ làm bài thi trong 45 phút, và phần cuối cùng đó chính là bài thi viết và bài thi nói. Hai bài thi này là hai bài thi dài và hai bài thi này cộng lại là khoảng 10 phút. Vậy thì tổng quá trình luôn là 60 phút. So với những cái bài thi khác, những cái chứng chỉ đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh khác, thì bài thi PTE có lộ trình thi, có thời gian thi khá là ngắn, đâu đó khoảng chừng 60 phút thôi. Nếu như bạn nào mà giỏi mà gọi là skip và bỏ qua những cái khoảng thời gian mình thấy là thôi mình làm đúng rồi, mình không cần phải ngồi dò lại, thì chắc đâu đó khoảng chừng 55 phút là nhiều các bạn đó, ít nhất là như vậy nha. Và tiếp theo nữa là cách chuẩn bị môi trường thi Duolingo English Test ha. Cái này nó rất là quan trọng nên các bạn hãy dành thời gian nghe, và các bạn đừng có tua nhanh, bởi vì kinh nghiệm của mình ôn thi cho rất nhiều bạn, cái phần này là cái phần các bạn thường bỏ qua và cũng chịu rất là nhiều những cái nỗi đau ở đây cho các bạn, rất là nhiều những cái sai lầm khi mà chuẩn bị về môi trường thi. Cho nên mình khuyên các bạn đừng có tua nhanh, hãy nghe, và không chỉ một lần, hãy nghe nhiều lần nha. Cái trọng điểm cho phần này đó chính là cách thức thi như thế nào, trước khi thi chuẩn bị gì, chuẩn bị về thiết bị nè, chuẩn bị về giấy tờ tùy thân nè, chuẩn bị môi trường thi nè, và trong lúc thi thì phải lưu ý là thiết bị như thế nào, hành vi chúng ta sẽ ra sao, và các chính sách thi khác. Rồi, đầu tiên, 2 điều cần biết về cách thức thi. Thứ nhất, bài thi này là bài thi hoàn toàn diễn ra ở không gian do cái người thi quyết định, là chính các bạn quyết định đó. Ví dụ các bạn muốn là tôi thi ở nhà, và tôi quyết định là tôi thi trong phòng ngủ, và quyết định là tôi thi ở trong phòng khách hay là trong nhà bếp. Thậm chí là các bạn nói rằng bây giờ em sợ rằng là rất là nhiều tạp âm nó dính vào trong cái phần bài thi của em, thì em có thể mang cái bài thi của em, mang cái máy tính của em, mang cái laptop của em vô trong cái nhà vệ sinh của em đóng cửa, em khóa cửa trong đó luôn được không, thi quá được không? Thì câu trả lời là được, nhưng mấy bạn nghĩ rằng là các bạn chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất cần thiết khi thi nha. Cho nên các bạn đừng có lo ha. Có nhiều bạn học viên của mình đó sợ rằng là cái môi trường thi của mình nó bị ảnh hưởng đó, cho nên là các bạn quyết định là các bạn ra khách sạn, các bạn thuê một cái phòng, các bạn ở trong đó 1 tiếng đồng hồ, các bạn thi xong các bạn đi ra, không có ai làm phiền gì mình hết. Rồi, bài thi diễn ra trên thiết bị của người thi là laptop, là máy tính để bàn, và mình xin trả lời lại rằng là chúng ta dùng điện thoại để thi được hay không. Các bạn ơi, các bạn nghe rõ nè. Các bạn sẽ hỏi rằng là dùng điện thoại thi được không? Câu trả lời là được. Chắc chắn là các bạn dùng điện thoại để thi được. Nhưng đó không phải là sự khuyến khích của mình nha. Bởi vì dùng điện thoại thì các bạn cũng có thể login vô trong cái hệ thống của đi thi cũng được. Các bạn có thể mở ra các bạn thi cũng được. Nhưng mà các bạn tưởng tượng cái điện thoại của bạn thì nó nhỏ trong lòng bàn tay thôi. Nó nhỏ trong lòng bàn tay như thế này thôi nè. Đó. Rồi thì sao các bạn bấm, làm sao các bạn trả lời một cách nhanh nhất được? Và trong khi có những cái bài thi, những cái câu hỏi trong Duolingo English Test này nó chỉ có 60 giây hoặc là 20 giây cho các bạn thôi. Thì các bạn hãy cân nhắc nha. Các bạn muốn điểm thi cao thì các bạn nên sử dụng laptop và máy tính bàn để thi. Mình ghi rất là rõ nha, laptop và máy tính để bàn là personal PC hoặc là desktop PC để mà PC là personal computer rồi ha, hoặc là cái desktop đó, có nghĩa là máy tính để bàn ha, để mà thi. Chỉ như vậy thì mới đảm bảo rằng là chúng ta có thể thao tác nhanh, đánh máy nhanh được nha. Đây là 2 điểm cần lưu ý. Tiếp theo nữa, trước khi thì chúng ta cần chuẩn bị đây về thiết bị thì dùng laptop hoặc desktop PC ha, và thiết bị này có camera trước, có nghĩa là webcam đó các bạn. Tại vì mình có một cái trải nghiệm là gần đây khi mình đi ra ngoài mình mua webcam á, thì mình đi vô một số cửa hàng điện thoại hoặc là cái cửa hàng mà bán thiết bị máy tính này kia, mình hỏi webcam thì mấy bạn rất là ngơ ngác, đặc biệt là những bạn 2K, mấy bạn rất là ngơ ngác không biết webcam là cái gì. Xong mình nói là cái camera trước á, gắn vô trong máy tính để mà chiếu cái mặt mình lên, phải diễn tả như vậy luôn, thì mấy bạn không có biết gọi là webcam ha. Nhưng mà thôi viết như vậy để cho tất cả mọi người đều biết là camera trước hoặc là webcam, miễn là cái thứ gì mà nó có thể quay được hình ảnh lúc nãy, như là mình đang nhìn ở đây, mình đang quay bằng webcam cái gương mặt của mình đang nói chuyện ở đây ha. Cái bộ loa ha, loa ở đây là sao? Các bạn dùng loa của máy tính ha, dùng loa của laptop, miệng cái đàn loa đó phải phát ra âm thanh nha mấy bạn, chứ có loa mà không phát ra âm thanh đến lúc mà làm bài nghe không có làm được đâu nha. Có mic ghi âm, mic này thường á, là mình khuyên với bạn á, là nên sử dụng một cái mic gắn ngoài, hoặc nếu như các bạn không có mic gắn ngoài thì các bạn vẫn có thể dùng mic mà đã được gọi là built-in á, có nghĩa là cái micro đã được built-in, là được gắn sẵn trong laptop của mình cũng được nha. Nhưng trước khi mà sử dụng các thiết bị liên quan như là loa hay là mic ghi âm thì các bạn vui lòng thử nha, test thử coi nó có dùng tốt hay không, thử ghi âm bằng chính cái máy tính của mình xem là âm thanh phát ra có chuẩn hay không ha. Rồi, wifi hay là internet, hoặc là internet cắm dây hay là bất cứ thứ gì, nhưng mà gọi chung là internet ha, rất là mạnh mẽ, bởi vì mình không muốn là mình đang thi thì bị rớt mạng ha. Rồi, kiểm tra lịch cúp điện giùm mình nha mấy bạn. Cái điều này thì nó cũng hơi lo xa quá, nhưng thôi là nó đã xảy ra, rất là có thật nha. Là đang thi cái thì tự nhiên cúp điện thì thật ra laptop nó vẫn còn điện nó chạy, nhưng mà sao ạ? Nó không còn internet, nó không còn wifi. Thì thường các bạn mà thi ở nhà thì cái wifi, cục wifi của mình sẽ cắm vào cái ổ điện, cái nguồn điện trong nhà. Mà cúp điện thì cục wifi nó không có điện nó chạy, nó không có phát wifi, các bạn sẽ bị mất sóng mất mạng ha. Còn nếu như không bạn nào mà cẩn thận hơn nữa thì thi ở nhà mà không có biết được là lịch cúp điện ra sao thì các bạn cứ mở 3G với bạn lên để thi. Nhưng mà nếu như vậy phải đảm bảo lòng đóng tiền 3G này kia đầy đủ hết các bạn. Rồi, giấy tờ tùy thân là gì? Các bạn khi mà thi á, thì khi mình đăng nhập login vào trong cái hệ thống á, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc là hộ chiếu nha, là passport, hoặc là căn cước công dân, cái loại mình mới làm đó nha mấy bạn, hoặc là chứng minh nhân dân của mấy bạn cũng được, hoặc là giấy phép lái xe của chính mình. Giấy tờ tùy thân có gắn hình của chính mình, bởi vì khi mình chụp lên như vậy thì cái thiết bị và cái phần mềm về AI này, về trí tuệ nhân tạo, nó sẽ đối chiếu cái gương mặt của mình là đang quay nè, và cái giấy tờ của mình. Nên các bạn đừng có suy nghĩ là có bất cứ một thứ gì đó cheating hay là có một cái gì gian lận ở đây, bởi vì một khi họ đã đưa ra một cái hệ thống mà có thể thi tại nhà, tại cái môi trường của cái người mà họ đang thi, họ quyết định cái môi trường đó họ muốn thi ở đâu, thì các bạn yên tâm đi là họ đã tính đến cái trường hợp là chúng ta sẽ có tư duy và suy nghĩ là nếu như vậy thì chúng ta có thể gọi là xem bài rồi đánh bài vô, gọi là cheating nói chung đó, ha. Họ đã tính trước hết rồi, cho nên là bạn đừng suy nghĩ rằng là bạn có thể làm được gì. Hệ thống rất là chặt chẽ và nó có thể quan sát, nó có thể sử dụng chính cái công nghệ và phần mềm và cái gọi là trí tuệ nhân tạo để nó biết là chúng ta có đang làm chuyện gì không có được tốt hay không, và làm chuyện khuất tất đó ha. Rồi, môi trường thi, các bạn phải đảm bảo rằng môi trường thi của các bạn là một không gian yên tĩnh, đủ ánh sáng và trong không gian này thì chỉ có một mình bạn thôi, một mình cái người thi thôi nha. Và để làm được như vậy thì các bạn vui lòng nếu như mà sử dụng cái môi trường thi là trong gia đình mình, ngôi nhà ở nhà mình á. Và khi mình thi thì vẫn có những thành viên khác trong gia đình đang sinh hoạt đó, thì các bạn vui lòng báo cho gia đình hoặc người ở chung nhà về thời gian mà bạn sẽ thi để họ không có làm phiền. Bạn vô cái phòng đó, bạn khóa cái phòng đó lại, bạn dán cái tờ giấy ở ngoài phòng đó, bạn nói là vui lòng không làm phiền, vui lòng là không gây ồn, vui lòng không gõ cửa, vui lòng là đừng có làm gì hết, đóng cửa lại và không có làm phiền khoảng thời gian đó. Bạn tưởng tượng nếu như bạn đang thi như thế này, bạn cũng ngồi trong phòng, bạn cũng khóa cửa lại. Tuy nhiên đang thi thì gõ cửa cốc vậy. Có shipper giao hàng là bạn yên tâm đi ha, cái âm thanh đó nó được thiết bị ở đây, thiết bị máy tính của mình thôi ghi nhận lại thì là bạn sẽ được nhận kết quả là invalid, là kết quả không có được chấp nhận ha, có kết quả không hợp lệ. Hoặc là đang ngồi thi nhà thì gọi cửa cốc chuyện gì thế đúng không, xuống ăn cơm con ơi đó, thì mà bạn nhớ nha, nhớ phải thông báo cho người nhà, không được làm phiền bạn nha. Hoặc là bạn đang ngồi thi mà bạn không tắt tất cả những thiết bị di động xung quanh bạn đi thì đang ngồi vậy thì reng chuông lên cái thì sẽ được coi rằng là một cái bài thi bị không có hợp lệ ha. Rồi, tiếp theo đây. Đối với thiết bị, mình sẽ nói rất là kỹ về thiết bị nha. Ở đây mình có để cái đường link của trang web chính thức của bài thi Duolingo. Thì bạn tải cái ứng dụng thi DET chính thức từ trang web englishtest.duolingo.com nha. Camera hay là webcam phải quay rõ cái gương mặt của người thi, quay rõ luôn hai cái tay, rồi cái đầu ở trên nó cầm ở dưới, chứ không được quay cái nửa cái mặt mình đâu nha. Không được dùng tai nghe, camera phải quay rõ được cái tai của bạn. Bạn đừng nghĩ là dùng tai nghe, bạn cắm tai nghe vô nha, nó không có cho phép đâu. Không sử dụng màn hình thước 2 hoặc mở các phần mềm ứng dụng chia sẻ màn hình hoặc điều khiển từ xa. Rồi, đây là một cái trải nghiệm đã khiến cho học viên của mình tốn rất nhiều tiền, bởi vì bạn rất là vô tư, là bạn nghĩ rằng miễn sao là mình không có mở các phần mềm là được rồi. Tuy nhiên khi chúng ta cài cái ứng dụng thi Duolingo này vào trong cái máy tính của mình rồi thì mình đã cho phép cái ứng dụng này được kiểm soát máy tính của mình trong thời gian mình thi. Nó kiểm soát như thế nào? Nó sẽ đọc được là trong thời gian mình thi thì có những cái phần mềm nào đang chạy ngầm hay không. Học viên của mình bạn đã từng bị 2 lần invalid bởi vì ứng dụng nhận thấy rằng là có phần mềm chạy ngầm. Mà các phần mềm này chạy ngầm nó cũng tức cười lắm mấy bạn ơi. Đó là những cái ứng dụng mà hàng ngày mình dùng, ví dụ như là Telegram, Zalo, Viber, WhatsApp hay là phần mềm liên quan tới tùy chỉnh đánh tiếng Việt UniKey này kia, hoặc là phần mềm web virus, những cái phần mềm chạy ngầm. Nó không có nói rõ là phần mềm gì nhé bạn, nhưng miễn là phần mềm chạy ngầm thì nó đánh giá mình đang có cái phần mềm chạy ngầm và nó không có cho cái kết quả đó là kết quả hợp lệ, nó invalid luôn. Nhưng khổ nỗi nó không có invalid cái lúc mà bạn đang làm bài, nó đợi sau khi bạn làm bài xong. Các bạn đợi 48 tiếng sau là trái tim đang hồi hộp, đang không biết kết quả của mình ra sao. Thì ra một cái lá thư là xin lỗi là kết quả của bạn không có được công nhận là bởi vì chúng tôi thấy rằng là bạn đang có một cái phần mềm chạy ngầm mà bạn, nhưng mà nó sẽ không có nói rằng là phần mềm nó phần mềm gì đâu nha cả nhà. Và nếu như vậy thì trước khi thi các bạn vui lòng tắt hết tất cả những phần mềm chạy ngầm trên máy tính của bạn nha. Rồi, Grammarly nè, phần mềm chỉnh sửa hoặc là dự đoán sai chính tả nè, phần mềm chỉnh sửa và dự đoán đoạn văn này, hoặc là gần đây các bạn hay dùng những phần mềm add-on vô hoặc là extension liên quan tới trí tuệ nhân tạo AI để mà viết này kia, thì các bạn vui lòng là lúc đó tắt hết, tắt không còn một cái gì hết. Muốn tắt được cái này á thì bạn phải mở cái phần Task Manager của máy tính lên, rồi các bạn tắt hết luôn trên tất cả những cái thứ đang chạy mà các bạn không biết. Rồi các bạn vui lòng các bạn chui hết trong tất cả cái phần của máy tính là tắt hết giùm mình nha, năng nỉ luôn á ha. Và rồi khi làm cái bài thi á, thì cái màn hình của Duolingo, của cái app Duolingo này á, nó sẽ tràn hết cái màn hình của bạn á. Tuy nhiên á là sẽ có những cái lúc á, mà con chuột của bạn nó lệch ra khỏi cái màn hình của cái app á. Thì khi mà lệch ra như vậy nó sẽ có một cảnh báo ngay lập tức là một cái cảnh báo mình không có nhớ là gì, nhưng mà lúc mình thi là mình cũng bị cảnh báo này. Là giống như chúng tôi đã nhận thấy là con chuột đang lọt ra khỏi cái màn hình thi. Thì các bạn ngay lập tức kéo con chuột về liền. Nhiều khi mình đang thi này, có mình trượt tay một cái thì con chuột nó bay ra khỏi khung hình, cái khung màn hình thi á. Thì các bạn bình tĩnh mà kéo con chuột lại liền và hạn chế bị trượt cái màn trượt con chuột nha, cẩn thận hết sức nha các bạn. Rồi, không sử dụng các phần mềm hỗ trợ sửa chữa chính tả, đoán trước chữ hay đoạn nha, lúc này vừa nói ha. Không sử dụng phần mềm camera bên thứ A, trời ơi nó biết hết nha các bạn. Chỉ dùng một bàn phím, một con chuột, có nghĩa là những cái thứ mà mình cắm vô trong cái máy tính của mình đó là nó có khả năng là nó detect, có nghĩa là nó phát hiện được ha. Không dùng các thiết bị nào khác mà thiết bị phục vụ cho việc thi như là máy tính, laptop, webcam, micro. Cho nên nhắc rất là kỹ phần này, bởi vì học viên của mình đã trả giá rất là nhiều cho cái sự vô tư là em cam kết là em không có cheating đâu cô ơi này kia. Thì á, cô không có biết nha, cô chỉ biết rằng là phần mềm nó tính thôi, chứ phần mềm tính điểm và phần mềm chấm điểm chứ không phải là cô chấm điểm. Cho nên cô không thể nào nói rằng là ở phần mềm ơi học sinh của tôi, học trò của tôi là họ rất là liêm chính, họ không có gian lận được nha. Cái đó không nói được. Và khi mình tương tác với lại cái người mà sẽ trả lời cho mình đó, về mình còn khiếu nại á, về kết quả thi á, khi mình khiếu nại về kết quả thi á, thì cái cách tốt nhất, cái kết quả tốt nhất mà sẽ xảy ra đó là họ chấp nhận cái lời khiếu nại đó của mình, nhưng họ sẽ không chấp nhận cái kết quả thi lần đó của mình, bởi vì máy đã tính rằng là invalid, trí tuệ nhân tạo đã tính là invalid, thì họ sẽ không lấy lại bài thi đó để họ chấm điểm cho mình. Vậy thì kết quả tốt nhất có thể xảy ra là họ nói là chúng tôi xin lỗi, bởi vì cái trải nghiệm thi của bạn nó không có được tốt và đã đưa ra kết quả là invalid, thì bây giờ chúng tôi sẽ đền bù cho bạn bằng cách rằng là bạn thi lại đi, chúng tôi không tính tiền. Chứ không có chuyện là họ lấy lại cái bài thi đó là họ chấm lại đâu nha. Mà mỗi lần thi như vậy, mỗi lần hồi hộp, mỗi lần căng thẳng ha. Rồi, về hành vi, các bạn lưu ý ở trong một không gian đó là chỉ có một mình thôi, không có ở với ai ha. Hoặc là bạn đang ngồi thi như vậy thì bỗng dưng là tiếng chó sủa, mèo kêu hay là em bé gì đó, thì mình chưa có cái trải nghiệm này. Tuy nhiên á, là dù sao bỏ qua tất cả những yếu tố nguy cơ đó vẫn tốt hơn ha, tại vì máy chấm chứ người chấm đâu. Rồi, duy trì việc nhìn vào camera và webcam. Trời ơi, mình có một cái bạn học viên bị invalid bởi vì đơn giản là bạn quá tập trung vào các bàn phím, bạn gõ bài, bạn quên nhìn vào camera, giống như cách mình đang nhìn cái camera như thế này, nhìn vào, nói chuyện và nhìn cái camera giống như người thương yêu vậy đó, nói chuyện gì đó, nhìn thẳng vô trong cái camera để nó thu hình của mình ha. Dĩ nhiên là trong quá trình mà bạn thi thì bạn cũng phải có nhìn xuống cái máy tính để bạn gõ chữ nha, nhưng đừng bao giờ để cái mắt mình rời khỏi camera quá lâu, bạn phải luôn nhìn. Ví dụ bài nói bạn cũng phải nhìn nó mà, đúng không ạ? Và các bạn bài các bạn tương tác là cũng phải nhìn mà nha. Các bạn tuyệt đối không được sử dụng bút giấy để ghi chép trong quá trình thi. Và làm sao nó biết được rằng bạn sử dụng bút giấy hay không? Rất là dễ luôn á, thật sự rất là dễ, bởi vì rằng là rất là dễ đối với lại phần mềm này ha, bởi vì rằng họ dùng chính cái hình ảnh mà họ đang thu được trên cái màn hình camera phân tích cái hành vi và cử chỉ của mình, thì họ sẽ biết được rằng là mình có đang sử dụng bút giấy, mình đang ghi chép gì ở dưới đây không nha. Rồi tiếp theo nữa nè, các bạn vui lòng đừng có nhét miệng lẩm nhẩm nói chuyện một mình, ngoại trừ rằng là bạn đang trả lời cho một câu hỏi liên quan tới phần speaking là phần nói á ha. Chứ còn đang ngồi viết bài này kia, bạn có những bạn có thói quen đó là vừa viết vừa đọc, nhép miệng đó, thì nó sẽ đánh giá rằng là bạn đang nói chuyện với ai đó và bạn sẽ bị invalid luôn nha. Duy trì nhịp điệu tự nhiên, Rồi dưới dịch tự nhiên là như thế nào? Ví dụ như cái bài viết này mà nói ôi bài viết này may quá, mình luyện thi mình có được cái nội dung mà mình đã từng viết bài này rồi, từng viết cái chủ đề hoặc là từng làm cái chủ đề na ná như vậy rồi, trên bạn rất là hứng thú, bạn viết bạn đánh bay rất là nhanh trên cái đề đó luôn. Hoặc là đặc biệt á, là những cái bạn nào mà học theo cấu trúc viết bài á, mà những cái cấu trúc mà đảm bảo chắc chắn có được điểm cao, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong những phần sau á, nó có một số cấu trúc để các bạn có thể viết nhanh được. Bạn hứng thú quá, bạn viết rất là nhanh, xong sau đó đến cái phần mà thi nói hoặc là đến những cái bài thi viết khác đó, các bạn gặp ngay cái đề khó, các bạn lần chừng các bạn viết chậm, các bạn không có viết được nhanh như lúc nãy á. Thì cái việc mà bạn đang đánh máy, bạn thậm chí các bạn chưa nhấn nút đọc bài á, chưa nhấn nút next á, mà nó đã ghi nhận cái tốc độ trả lời câu hỏi của bạn, và từ đó nó định ra là nó xác định là bạn có phải đang học thuộc lòng cái bài thi đó không, cái bài mà bạn đang viết hay không. Rất là hay nha mấy bạn. Cho nên ở đây nó sẽ duy trì cái tính là nhịp điệu tự nhiên của mình, đừng vội vàng, đừng vội vã, trước sau gì mình cũng kết thúc được bài thi thôi. Cho nên hãy bình tĩnh nhất có thể. Nếu như các bạn nên nhớ rằng đây là một bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho người không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, hay là không sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính của họ. Thì ở đây đó là năng lực sử dụng tiếng Anh trong đời sống và học tập. Cho nên không phải là các bạn học tủ là được nha, mà là cái khả năng nó đánh giá luôn cái nhịp điệu tự nhiên nhất khi mà bạn trả lời, đánh giá khả năng các bạn xử lý câu hỏi đó như thế nào, đánh giá luôn cả khả năng các bạn trả lời, thời gian trả lời, cách thức trả lời ra sao. Nó đánh giá chính là cái tư duy ngôn ngữ của mấy bạn, chứ không phải chỉ là bạn trả lời câu hỏi đó có đúng hay không. Bài thi DET ban đầu thì nghĩ nó đơn giản, mà thật sự nó rất đơn giản, bài thi rất đơn giản, các câu hỏi như chơi game, trả lời cực kỳ đơn giản luôn. Tuy nhiên cái khó đó chính là nó quan sát cái hành vi của chúng ta khi chúng ta trả lời cái bài thi đó như thế nào, phản ánh cái tư duy và suy nghĩ bằng ngôn ngữ ngoại ngữ là tiếng Anh như thế nào. Đó mới là cái thứ vi diệu của bài thi DET. Chính vì mình rất là thích cái bài thi này. Các chính sách khác, các bạn chỉ được phép sử dụng một tài khoản đã thi. Các bạn chỉ được phép sử dụng một tài khoản để thi. Và đây cũng lại là một bài học xương máu vô cùng. Và mình nói với các bạn là không có ai có thể chỉ cho các bạn tất cả những điểm này đâu. Bởi vì cái này nó đến từ kinh nghiệm xương máu và rất là nhiều tiền. Bởi vì là invalid liên tục. Mình có cái bạn học viên nó rất là thương bạn luôn á. Là giống như là bạn là cái người để mà gọi là chuột thí nghiệm hay sao á. Mình thì mình luôn luôn muốn là bạn có kết quả sớm các bạn, để mà bạn đi học. Tuy nhiên á, về năng lực ngoại ngữ bạn thì không có gì để bàn cãi, không có gì để chê các bạn. Bạn đó thì cũng học được tất cả những cái cấu trúc trả lời và tất cả mọi cái tips and hints, cũng như là những cái bí quyết để có được cái điểm thi tốt rồi. Và từ một cái người mà bạn đó rất là mất bình tĩnh khi thi á, lúc nào cũng nervous hết á, lo lắng hoang mang thở không được luôn, cho đến khi là luyện thi với mình xong á, thì bởi vì đã có một nền tảng trí tuệ rất là vững chắc á, bạn rất là tự tin, cực kỳ tự tin. Nhưng bạn liên tục luôn, và đến bây giờ mình có thể nói là bạn đã trải qua 5 lần hay 6 lần kinh nghiệm invalid. Và một trong những kinh nghiệm invalid đó là sử dụng một tài khoản khác để thi. Thì trong cái ngày thi đó, có nghĩa trước đó bạn đã thi bằng tài khoản chính của bạn rồi, mình gọi tài khoản số 1 đi ha, tài khoản số 1 của bạn rồi. Tuy nhiên cái lần thi đó thì chưa có luyện thi với mình thì nó không có được điểm cao. Và sau khi vô luyện thi với mình thì tự tin lắm, đi thi thì đến cái ngày mà phải thanh toán tiền để mà mua bài thi á, mua bài thi 59 đô một lần thi á, thì bạn lại không dùng tài khoản đó để thanh toán được nữa, là không dùng tài khoản số 1 á để thanh toán được. Thì bạn vô tư lắm, bạn nghĩ là thôi để lấy cái tài khoản phụ. Thì tài khoản số 1 là các bạn lưu ý là khi đã dùng tài khoản đó để thi rồi thì tài khoản đó sẽ đã có cái hình ảnh giấy tờ tùy thân của mình rồi nha. Thì sau đó bạn này mới mở một cái tài khoản mới và đi thi thì dùng đúng cái giấy tờ cá nhân đó để upload lên luôn trên cái tài khoản mới này, gọi là tài khoản số 2. Và các bạn nên nhớ là DET á, nó chỉ nói cho bạn là bạn invalid sau khi bạn đã kết thúc thi và đợi 48 tiếng có kết quả, thì nó nói là xin lỗi, kết quả này không được công nhận bởi vì là bạn đã phạm luật ABC gì đó, cho nên chúng tôi không có chấm điểm bài này được. Nó đau khổ là ở chỗ đó các bạn, chứ không phải là cái lúc mà bạn vừa login vô thì mấy bạn sẽ nói bạn đã vi phạm chính sách của chúng tôi nên chúng tôi không cho bạn thi. Không phải, thi xong rồi, trải qua một lần đau tim rồi, trải qua những cái cơn gọi là up and down về cảm xúc rồi, căng thẳng rồi, 48 tiếng đợi chờ dài dằng dặc rồi, bây giờ bạn này trở thành là chuyên gia đợi chờ luôn rồi, đợi chờ 48 tiếng rồi. Thì á, lúc mà thi ở tài khoản số 2 nó không nói một cái gì hết, phần mềm hệ thống không thông báo một cái gì hết, cho đến lúc ra kết quả thì xin lỗi, kết quả thi là invalid, kết quả thi không có được thừa nhận, không có được công nhận bởi vì bạn dùng 2 tài khoản. Tại sao nó biết 2 tài khoản? Bởi vì cùng một loại giấy tờ chứng minh cá nhân của bạn mà. Ví dụ cùng passport thì 2 tài khoản đang đăng cùng passport, nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là một tài khoản dùng passport, một tài khoản khi dùng căn cước nó không nhận ra nha. Bởi vì đã chụp lại gương mặt của bạn và đối chiếu giấy tờ, và những cái cấu trúc và nhân trắc học của bạn đã được ghi nhận rồi. Thì không thể nào mà nó lật đi đâu được hết, tại vì AI và máy tính nhận diện bạn chứ không phải con người nhận diện nữa. Và rút cuộc bài thi đó của bạn đó không có điểm. Sau đó bạn đó rút kinh nghiệm, bạn đó cũng viết thư kháng cáo nói rằng là tôi không thanh toán được bằng tài khoản số 1 cho nên tôi phải bắt buộc tại tài khoản số 2 để tôi thi, cho nên tôi không có biết được cái câu chuyện đó, cho nên là tôi cảm thấy rằng là rất là gọi là khó chịu và buồn về vấn đề này, về kết quả này, bởi vì tôi thật sự là tôi không có phải là cái người đang cố gắng cheating điều gì hết á. Sau đó họ cũng rất là nice, cái người trả lời rất nice là tôi xin lỗi vì bạn đã có một trải nghiệm thi không có tốt, vân vân và chúng tôi đền bù cho bạn bằng cách là bạn thi lại đi, chứ không có chuyện mà họ lấy kết quả làm chấm lại đâu nha mấy bạn. Rồi thi lại thì sao? Thi lại lại tiếp tục nữa, invalid, cũng cùng một lý do. Thì lý do là tại sao? Là bởi vì cái người mà đọc thư và trả lời phản hồi thư á, là con người, nhưng cái người chấm lại tiếp tục là máy thì nó lại nhận dạng vẫn là hai tài khoản như thường. Có nghĩa là nó rất là nhiêu khê khi mà bạn lỡ tay mà bạn tạo hai tài khoản và thi hai lần và upload cái giấy tờ của mấy bạn lên rồi á, thì cái người mà xử lý hệ thống của bên Duolingo á, nó cũng rất là rắc rối nha, nó đã đẩy hệ thống, họ phải lôi ra, họ bắt đầu hủy một cái tài khoản đi để hủy cái gì đó. Nói chung mình không có biết, chỉ biết rằng là bạn này bị hai lần invalid bởi vì bị một cái lỗi như vậy thôi ha. Và dĩ nhiên sau đó thì Duolingo là họ phải xin lỗi và lại tiếp tục thi lại nữa, thì lần sau thi là bị cái vấn đề là dính ứng dụng ngầm ha. Ứng dụng ngầm này thì các bạn này không có chủ đích là dùng bất cứ thứ gì để mà cheating, tuy nhiên quên một số cái ứng dụng nó đang chạy nhầm và máy nó đọc ra được ha. Rồi sau khi thanh toán phí thi thì người thi có 21 ngày để thi cái bài mà mình mới mua. Nếu như bạn mua cái gói mà hai bài thi á, thì người thi có thêm 21 ngày sau khi nhận được kết quả lần thi thứ nhất để tiếp tục thi lần thi thứ hai nha. Và tổng cộng thì một tháng á, tức là 30 ngày thì bạn có thể mua và thi là 3 bài nha. Rồi thực ra một tháng các bạn thi được 2 bài là tối đa, tại vì hai cái bài thi nó là 21 ngày rồi, không có cách gì thi được 3 lần trong một tháng đâu, nhưng bạn có thể mua được 3 bài trong một tháng nha. Rồi, đây là một cái hình chụp về cái app nha. Cái app nhìn nó nhìn như vậy nè, bạn cũng có trường thông tin là email rồi login rồi có password rồi đăng ký vô rồi có thể thi ha. Rồi, đây là cái hình thức một cái câu hỏi. Ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ có cái thời điểm thời gian là đồng hồ đếm ngược thời gian, là cái chỗ mà số 2 rồi 2.655 đó. Rồi xong có cái phần hướng dẫn đề thi là bạn nên làm gì. Và cái phần màu đỏ mà có hình em bé mà đầu giống như cái nấm đó, đó chính là cái khung hình mà ở đó camera thu hình bạn vô, thì bạn vui lòng bạn để cái mặt của bạn lúc nào cũng chọn bạn trong cái ô vuông này giùm mình ha. Rồi tai phải rõ, không đeo tai nghe, không được lẩm nhẩm miệng trong khi làm những cái bài không liên quan tới bài nói. Bài nói thì được quyền dùng miệng, là được quyền nói rồi ha. Mắt phải luôn luôn nhìn trực tiếp vào camera để thu được cái hình ảnh ở trên cái ô vuông này, là bạn đang nhìn vào camera, nó không được nhìn đi đâu khác ha. Rồi và có cái nút next, thì ở đây cái nút next này nó sẽ hiện lên thành cái màu mà biểu thị là bạn phải nhấn tiếp được khi mà nó đến giờ nhấn. Và ở đây các bạn để ý nè, trong một bài thi, cô má ơi, hết hồn. Trong một cái bài thi Duolingo English Test ấy, thì sẽ có khoảng chừng 40 đến 50 câu hỏi nha. Thì mỗi câu hỏi là một cái đề thi mà khi các bạn nhấn next một phát thì không có cách gì có thể thu hồi lại được. Không có chuyện là trở ngược lại để trả lời, hay là không có chuyện là để em dò lại bài này kia, nhấn nộp là đi, không quay lại được. Cho nên các bạn phải chuẩn chỉnh trên từng câu trả lời một, bởi vì nhấn next rồi thì không có cơ hội quay trở lại. Cho nên hãy dùng hết thời gian của mình có để mà làm bài thi một cách tốt nhất có thể trong khả năng của bạn nha. Rồi, nhìn tổng quan ha, tất cả các loại câu hỏi ở đây. Và tiếp theo sẽ là 18 loại câu hỏi chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thi Duolingo English Test. Nhưng mà phần này thì mình sẽ chia sẻ sau, tại vì bài hôm nay cũng khá là dài. Và trong cái bài tiếp theo, khi mình chia sẻ về 18 loại trong bài tiếp theo khi chia sẻ về 18 loại câu hỏi trong bài thi Duolingo English Test, thì mình sẽ nói rất là rõ một số cái lưu ý và cách chấm điểm trên từng cái câu hỏi. Bởi vì chúng ta nên nhớ, khi chúng ta bước chân vào một cái bài thi là chúng ta phải tuân theo luật chơi của họ, và khi chúng ta nắm được luật chơi của họ thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng rất nhiều trong cái bài thi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và